Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Hôm nay chúng ta lại cùng Đỗ Sinh đến tham quan không gian vườn cảnh anh Duy An, địa chỉ xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội. Vâng, trồng cây xanh cho không khí trong lành. Một cái dòng chữ mà tất cả chúng ta ai cũng muốn làm được như vậy, để có một cái môi trường xanh sạch đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng nhau hướng tới một cái mâm xoay, một cái phông, để cùng với anh Duy An giới thiệu và giao lưu một số những cái tác phẩm trong đợt này chúng ta làm chương trình tại đây. Và tác phẩm đầu tiên là anh Duy An sẽ giới thiệu với các bạn một cây si. Vâng, đây là một cây si búp hôm đó ạ. Vâng. Cây có cái cuốn. Cắt ra. Cây si búp hồng. Anh cứ quay hết vòng. Chúng ta đã quan sát được hết cái phần bệ rồi. Và với cây si mà cái dáng cũng là đậm nét của những cây dáng lùn lực cũng đẹp. Về cân đối, chiều cao, chiều ngang tán. Chiều cao là 42 bác ạ. Chiều cao 42, sải tán bao nhiêu? Sải tán là 72. Vâng, tuyệt vời. Và đây là cái mặt trước của cái bệ này, các bác nhìn nó có chiều sâu cũng khá được. Đấy, chiều sâu rồi cột kèo hai vai hai bên, thân chủ đưa lên làm ngọn cũng được rồi. Rồi. Cây si này mà giao lưu thì giá bao nhiêu anh? Cháu xin báo giá là 45 triệu nhá. Vâng. Giá 45 triệu. Rồi. Bác xin đổi cây khác nhá. Rồi, chuyển đi. Vâng, chia tay với tác phẩm si, chúng ta cùng nhau đến thưởng thức một cây sung. Một cây sung có thể gọi là dòng sung để bàn. Vâng. Vâng, một cây sung mà có một cái dáng siêu nhìn cũng rất là hài hòa, và cũng là cái cây mà cũng khá là già rồi các bác nhé. Chúng ta nhìn thấy nó bong vảy chưa đấy, và cũng có trái rồi. Đây là cái trái còn sót lại, còn những cái dâu của cái vụ quả trước này. Đấy, được cái là nó già, khá già. Cháu xin báo 1 triệu 6 nhé. Vâng, rất đơn giản, 1 triệu 6. Cây này thì không cần phải đo nhé. Anh động tác anh nhấc lên đi. Đấy, nó đơn giản thôi mà. 1 triệu 6, rồi nhất trí, chuyển đi. Và bây giờ chúng ta đến với một tác phẩm xanh rất đặc biệt. Sở dĩ tôi dùng cái từ đặc biệt đấy là bởi vì một cây xanh mà cây xanh Nam Điền đúng không anh? Vâng. Cây xanh Nam Điền nhưng mà lại có một cái dáng rất độc đáo ở cái chỗ là tôi vẫn hay trêu với anh em mà nhìn nó trông như là củ gừng. Đấy. Thấy không? Tất cả các cái đầu vây, rồi các cái sụn rất nhiều. Qua nhiều lần cắt giật, chủ nhân đã tạo được một cái dáng vẻ của một cái bệ xanh. Quá hay luôn. Đấy. Rồi. Bây giờ anh cho cái thông số nhá. Chiều cao là 28 bác ạ. Đúng rồi. Chiều rộng là 36. Vâng, với cái kích thước này các bạn hình dung nha, đây là kích thước bộ khung. À. Đấy, chứ bởi vì cây này chưa thể gọi là bông tán được. Còn một thời gian làm nữa.
Đấy, nhưng mà đây là kích thước của bộ khung này. Cái chậu lục giác này dài rộng bao nhiêu? Kích thước một chiều bao nhiêu? Cái chỗ này nó khoảng 40 bác ạ. Được rồi. Kích thước chậu lục giác 40. Vâng. Đấy. Nói chung là cái cây này cháu cũng muốn là các bác gọi điện đến nhá, tại vì giá nó cao quá. Ừ. Báo trực tiếp là nhiều người mắng gọi. Mà thôi cho báo giá luôn bác ạ. Tùy anh thôi chứ. Cho xin báo giá là 86 triệu nhé. Vâng, giá 86 triệu. Cảm ơn nhiều người gọi đến Bởi nói vì nói thật chuyện. với anh này, anh báo giá thế này dù cao dù thấp tôi không biết bình luận thế nào, tôi không 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 thành quan trọng. Cái chính là đi đến cái giá mà để chốt được với nhau để giao lưu giao dịch ấy. Đấy thì anh báo điện thoại cũng như báo này thôi. Không có gì cả đâu. Cho báo 86 Mà triệu. chính báo điện thoại ấy, người khách người ta cho mình không công khai mập mờ. Đấy. Nói chung là cháu chỉ muốn Tôi đi nói. làm chương trình những người ta rất khoái là báo trực tiếp, dù đắt dù rẻ anh báo trực tiếp. Còn cái điện thoại chẳng qua là canh giấu giếm thôi. Giấu giếm tế nhị cái chỗ là người mua và người ta muốn về người ta lại bán lại. Đúng không? Thì nó lộ mất cái giá nạp vào. Nói chung là vì mà khi cho báo giá ấy, là rất là nhiều người là về bên nhà bán đất, nhưng mà thực sự là coi đất coi rẻ, nhưng mà đồ đẹp của nó ấy, thì nó không Thì có vẫn giá phải đắt trị. chứ, Và nó phải xứng với đồng tiền mà. tại sao đất nhưng mà vẫn rất nhiều người rất bỏ tiền ra mua mà rẻ lại không ai mua Rồi đấy. anh ngồi dịch vào tôi xin cái kiểu ảnh của anh Duy An. Vâng. À, từ hồi anh lên là trước bố trẻ con tôi thấy anh béo trắng và đẹp trai hơn Và đấy. cứ uống sữa thừa còn. À, uống sữa thừa con. Được rồi. À, chụp nhá. Vâng. À, bác sinh nói tếu tí vui vui nhá. Vâng. Được rồi. Cây này anh mua bê một mình lên được không? Được bác ạ. Tuyệt vời, thôi chuyển đi, chuyển luôn. Nặng thế thế chưa? Vâng, và đây là số điện thoại của anh Duy An. Địa chỉ tại xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội để chúng ta tiện việc giao dịch. Và tiếp tục chúng ta có một cái tác phẩm mới là cây mộc hương. Một cây mộc hương bonsai. Cháu giải thích cho bác đấy là một cây mộc lai nhé, không phải mộc tàu mà cũng không phải mộc ta, nó là ở giữa mộc lai. Bác thái hoa rất thơm, bác ngửi rất là hòa thơm, và lá răng cưa lá nhỏ dài. Thời này còn chuẩn bị những cho phòng mới dài nhé. Rồi rồi, khi ai mua thì người ta sẽ nâng lên. Và Trồng cái này nó hơi bị chìm mà, kệ nó thôi. đấy, Để yên, bác để yên thì bác đang vạch bác xem cái phía trong này. vâng, bác cứ cảm nhận là thơm nhé, cảm ơn. Rất thơm. Rất thơm, thơm và điếc mũi. Đúng rồi. Lá nó cũng khác lá xanh quê mình. Và nó tệ hơn một chút. Nó to hơn. Còn Cây nếu mà mộc mộc tàu của nó lá còn hình tròn luôn đấy, và này rất béo. rất mỡ nhà, cây mỡ khỏe cây. Hôm nay thì cháu xin báo giá là 3 triệu nhé. À, không anh lấy trước đi. À vâng. Nói về mộc hương không bao giờ tôi quay là không đo vanh. Đó là Đây cái vay tiêu. ra được 21 rồi bác ơi. Rồi, Rồi, đúng rồi, tiêu chuẩn 21. của cây mộc hương là phải đo vanh chiều cao. Chiều cao là 52. Rồi, thoát thân này chắc là được Chiều rộng là 60. thoát thân này cho là được 7 cm. Vâng, Quãng ấy. đúng. Rồi, Nói thoát chung thân. là nó Mộc giá trị. bonsai thì không kể. Vâng, giá trị nó thấp mà Giá tiền cao. là 3 triệu. 3 triệu. Vâng. Ok rồi. Chậu gốm nha. Chậu gốm. Chậu tàu. Vâng. Vâng, và đây là cây Vạn tuế. vạn tuế. Và cây vạn tuế này có ưu điểm là ví dụ mà để trong nhà một thời gian dài cũng vô tư bác ạ, mà phơi nắng này thì cũng vô tư, để vào đây thì không phải lo chăm sóc, chỉ cần cứ dội nước vào nước nó tự hút lên thôi. Rồi ở cái khay rồi Cháu xin báo giá mà khóm nguyệt quế này vạn à, tuế. vạn tuế này được trên một cái viên đá thấm thủy này, Và cho nên dưới khay nước thì nó sẽ dẫn lên đây, như cái bấc đèn là dẫn lên dưỡng cây rất đây là tốt. một cây thuôn đá rồi nhé, Ừ. thuôn đá là không phải cây vừa cho vào được. Tuyệt vời rồi, Và 800.000 bác ơi. giá 800 à, Vâng. quá là tuyệt vời. Anh nhắc lên nhé, cái này chỉ để cạnh dưới chân non bộ là đẹp rồi. Xong. Rồi, bán. Và tiếp tục chúng ta đến với một cái khóm trúc đùi gà.
Khóm trúc của nhà cũng được để trên một cái viên đá thấm thủy. Nhưng mà chủ nhân làm cũng rất hay ở cái chỗ là các cái bậc thang của cái viên đá thấm thủy, ông ấy đưa một cái đường giỏ si vào đây. Nếu mà chúng ta ngắm ở cái hình ảnh như thế này thôi thì cứ tưởng là đang đứng trước một tràn ruộng bậc thang ở vùng cao. Đúng không anh? Đấy, rất giống này. Và trên đó là một khóm trúc đùi gà. Đấy, dưới là khay nước. Trời cũng hay. Cái nơi thì cháu xin báo giá là 1,6 triệu nhé. Giá 1 triệu 6. Vâng. Một người có bê được không? Mấy được ạ. Tay cháu đang hơi sai tay rồi đấy. À được rồi, đá thấm thủy đấy nhẹ. Vâng. Rồi, Hơi chuyển đi. sai tay đấy. Làm để có bán mất anh Chúng ạ. ta đến với một cây me này nhé các bác. Anh vặt lá lâu chưa? Cháu vừa vặt được vài hôm bác ạ. À, Vâng. chắc ít nữa nắng to lên là mưa rào là nó phun ra hết. À Bốn đây, hôm, ba bốn hôm. nó sẽ phun ra nhiều lắm. Nhà tôi vừa vặt cách đây khoảng tuần. Nó già lắm, vặt cả lên. Kéo trước, cây này phải kéo trước. Vâng. Cây này bóng cây đẹp quá rồi nhỉ. Phần mái trên cái bông răm đẹp quá. Chiều cao là 65 bác ạ. Được rồi. Chiều rộng là 76. Hoành thân là 26 ạ. Hoành thân ở đây nhé. Ừ. Cho đời thế này nhé. Được rồi. Cháu xin báo giá là 7 triệu rưỡi. Và giá cây me là 7 triệu rưỡi. Đấy, đắt Trông. nhiều quá và cái rẻ cũng nhiều bác ạ. Ừ. Không trông được mà. Đẹp mà. Cái này được hả? Rồi, chuyển đi. Nè. Một người bên à? Vâng, một người về bác ạ. Ừ. À, thế bây giờ cái nhanh nhở, nhanh nhở. Phần cả. Vâng, bây giờ chúng ta đến với một khóm nhài Nhật. À, nói đến nhài Nhật thì các bác biết là cái hương của nó cũng khá thơm. Mà hoa thì nó màu đỏ và màu chuyển sang màu 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 trắng chuyển tím. sang màu tím. Đấy. Mà có một Tím trắng. cái gốc nhài Nhật to như thế này cũng không phải đơn giản đâu nhé các bác. Cái gốc to mà già như thế này rồi. Nói chung là bác nào mua về thì khoảng độ 3-4 hôm nữa thì trời hòa. Và cháu hy vọng là bán ở Hà Nội thôi. Chứ bán ở miền Nam thì nó vào ăn đấy là nửa xong Rất rồi. nhiều nụ hoa. Hoa thơm. Cánh hoa thì mỏng thôi, cũng có những bông có 5 cánh giống như hoa mai lắm. Qua được 5 ngày đấy. Nói chung là để mà nở rộ đẹp thì được Đây là vài cái ngày. này Còn nếu mà nó lở theo kiểu lác đác ấy, thì lâu lắm bác ạ. ừ. Quá nhiều nụ. Cháu xin nhờ kích thước nha. Cái hoành thần này. Hoành thần đâu ở vị trí này này. Là được 30. Ừ. Chiều cao này là 66. Chiều rộng này thì khoảng 80. Đấy cho mấy cháu đại khái thôi. Cái chơi hòa. Bây giờ cháu báo 10 triệu nhé. Rồi, giá 10 triệu. Và Được rồi, tiếng ok. một gốc này nó tòi nó khoái các ạ. Rồi, chuyển đấy. Vâng, và bây giờ chúng ta đến với một cây xanh dáng thác đổ. Vâng. Ôi rồi, lại quái thế nhỉ. Vâng. Anh quay đi, tôi để lấy hình ảnh tổng thể anh quay đi xem nào. Quay các Vâng. hướng. Chạm phong không? À không chạm, rồi. Ui trời trời, cái chỗ này. Nhìn Ôi này. dừng lại nhá. Vâng. À, tôi sẽ lấy cái đường đi từ trên mặt chậu trước này. À, cây vượt ra khỏi mặt chậu bắt đầu lao xuống này. Lao xuống. Đấy, đến điểm này. Điểm này thì lại cua sang bên trái. Đấy, như cái khuỷu tay áo này. Xong lại lật sang bên phải cũng như cái khuỷu tay áo này. Đấy, sau đó mới trở lại để gần như chạm vào cái thân chính ban đầu ở cái vị trí này. Thế sau mới đưa ra. Đấy, nó có hai cái nét quái, hai cái cua tay áo ở hai vị trí đối diện này. Đấy. Cái khởi này Xanh Nam Điền. xanh Nam Điền nhưng Đấy. mà cái chất da của nó chưa được đẹp lắm bác ạ. Mặc dù cái rất già nó lên cả tem này, Ừ. thế nhưng mà cái chất da nó không đẹp lắm, nó hơi trơn nhưng không Ừ. sao cả. Mình thấy cái đẹp rồi. Chiều cao là 26.
chiều đủ là 75. Rồi. Trong xin báo giá là 23 triệu. 23 triệu. Anh quay để cho hướng này đi. Không, hướng ngược lại. Rồi. Anh giữ đi vì tôi thấy nó cứ trôi vào trong. Được rồi. Anh ngồi anh giữ cái mâm thôi để tôi chụp ảnh. Trong vấn đề cái à ừ, anh đo cái đấy à? Và cái hoành thon. Cái hoành thon là được 33. Được rồi. Rồi đấy. Đây đây cái mặt phải của nó đây này, đúng như thế này này. Đấy, đẹp quá nhỉ, cái cây xanh dáng đổ này. Được rồi. Bác xem cái tay cây xem hay là thích hay là mặt bên này. Vâng. Mặt nào thế? Hai mặt đều như nhau, trái phải như nhau. Nó có cái một cái nét quái nhất là ở cái hai cái khuỷu cua tay áo hai bên. Bằng tiền thôi, còn không bằng cái gốc cười đâu bác ạ. Ờ giá bao nhiêu? 23 triệu. 23 triệu. Sau khi cháu mua nhiều gốc đắt tiền thì cháu thấy là cười gốc thì đắt hơn là cười. Rồi anh chuyển đi. Vâng, chúng ta tiếp tục đến với một tác phẩm để bàn nữa. À, một cây vọng cách cũng được đặt trên một cái viên đá thấm thủy, khay nước. Đây. Đấy. Đá vọng cách thì các bác biết rồi, nó có mùi hương thơm, nó tựa tựa như là sam hương, nhưng mà lại hơn sam hương cái chỗ là cái lá nó ăn được, ăn gỏi được. Đấy. Một cây vọng cách cũng có cái nét rất là cái phần mà lấy rễ làm thân này. Cho xin báo giá nhành là 680.000. 600 sau lại có cái số 8 ấy. Cháu thích 68. Nó là lộc phát. Ấy. Lộc phát. Ở đây. 680 bao ship toàn quốc chứ? Bao ship toàn quốc. Tại ừ, đúng rồi. Rồi. Cho... Nhưng mà lúc anh chuyển nên có cả cái khay này chứ? Có cả khay luôn. Có cả nước luôn chứ? Nước thì không có. Nước thì 680 được đấy các bác ạ. Được. Ngồi nhà nhận cây. Có cái khay và anh ấy sẽ dán băng dán cái khay với cái viên đá là một để cho nó khỏi lợp cọc. Vâng. Chuyển đến tại gia đình chúng ta. Vâng. Anh bê lên đi. Đấy, 680, được rồi. À, bây giờ Độ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp những cuốn sau. Giao lưu với vườn anh Duy An, Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội. Anh nói gì? Không nhận tiếp thế nào thì...